Tiếp theo đây là một ván cờ vô cùng hay tại giải cờ tướng Trung Quốc năm 2018. Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh đối đầu cùng Trung Thiếu Hồng. Một ván đấu đã thể hiện nội lực cao thâm của Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh khi đặt bẫy bắt cặp mã vô cùng mãn nhãn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.